Có xe gì anh? Xe 244 à? À chết rồi, chết rồi. Cái khóa thùng bên sau đúng không? Vâng. Khóa thùng em đang hết rồi. Cái khóa mà ở bẩm ấy. Đúng rồi, đang hết anh ạ. Con khóa còn ốc lại chrome không? Anh còn. Chrome cho em 14 con chrome của xe em. À, nhưng mà đều 41 luôn. Đúng. Ok. Để... 14 con Inox, 14 con chrome. Hai xe luôn các bạn nhé. Đây đang bán cho bạn giàn ốc, hai giàn ốc, một người thích Inox, một người thích chrome. Về thích này làm chiều đấy, hay là chú đi đứng bảy vuông nữa mất. Em hai chú đi anh. Ok, đây chia ra luôn đúng không? Chia ra luôn. Em cái chú đi đứng vuông. Ủa có cái chữ 5 tấn chrome chưa nhỉ? Chưa có. Kia có bên bảo nhá. Có cái chữ 25 tấn không? 25 tấn cũng chưa có luôn rồi. 25 tấn em cắt được. Em lấy xong rồi. Mỗi lần làm bên bản làng nhằng vết nhỉ? Lại phải dùng đúng đội để lấy luôn. Đùa. 1560 à? 1560 thôi, 1550. Rồi, cảm ơn. Ok, đi lên. Dạ, con siêu phẩm đấy bán được à? Em bán rồi. Em bán em đổi con Isuzu 550. À, đổi Isuzu 550 à? Vâng. Thế thì khi nào qua Isuzu lại cùng hộ. Vâng. Gương được đèn đóm con này có hết mà. Vâng. Đồ đẹp gương được có hết. Con này em toàn chạy tối nên đợt này em phải đi đoạn này quá. Đợt này em toàn đi trên phố kia thôi. À. Kèo tạt quại làm đi che mưa cả ông Dương có một tay mở cửa thứ nữa. Vâng rồi, ok. Rồi chạy nhá, mình cảm ơn nhá. Anh yêu người bạn rất là nhiều luôn, nè em. Đấy, luôn ủng hộ và tin tưởng luôn. Bạn ấy có mấy video của con xe siêu phẩm dưới trong cái kênh của mình các bạn nhá. Anh yêu em trai, cảm ơn em trai rất nhiều luôn.